Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video nơi chia sẻ, đăng tải và bình luận những video clip đặc sắc hấp dẫn mỗi ngày. Và đồng thời cũng được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Ngày hôm nay, Dương Thanh Vàng đến từ Bạc Liêu và Đào Hải Triều đến từ Bến Tre. Thì mít brand gì dữ vậy? Trời ơi, Hải Triều được rồi, còn Đào Hải Triều nữa. Thay tinh tộc người ta ra quá trời. Triều, ngày hôm nay khách mời mình liên quan tới mít brand. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Đón chào Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Triều ơi, không phải là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Vậy chứ ai? Ngày hôm nay sẽ là một người liên quan tới Miss Grand, nhưng mà liên quan tới tinh thần của Miss Grand. Cô ta là một người cũng khá là nổi tiếng trong cộng đồng LGBT IQ+. Cô ta là một bà chủ. À, cô ta mà lên chức bà rồi. Lên một chức một bà. Vậy là lớn tuổi. Trẻ già già. Tuổi thời của cô ta là đáng tuổi cha chú mình. Cô ta mà đáng tuổi cha chú mình. Tại vì trong cộng đồng LGBT thì đều phải đương tuổi cha chú rồi. Nói đến đây thì Hải Triều cũng mường tượng ra ai rồi. Mà ai? Cô ta cũng có một cái nụ cười rất là đặc trưng của cô ta. Và cô ta là nam nữ hoàng chủ đoàn của Sài Gòn Tân Thời. Lộ lộ. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng để dẫn dắt và tạo ra những tình huống để cho lộ lộ ứng tác. Hải Triều muốn bổ sung thêm một chút xíu về cái khía cạnh nữa, đó là khi mà đi hát lô tô thì đó cũng là một nghệ sĩ. Và nghệ sĩ hát lô tô có thể nổi tiếng hoặc là được người ta chấp nhận hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lộ lộ trong chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não. Có chuyện gì ạ? Chị rất là hồi hộp luôn, không biết cái điều gì sẽ bắt đầu chờ đón mình tại Thực Khách Bá Đạo nữa. Tại vì khi mà nghe nói là Thực Khách Bá Đạo thì cứ nghĩ tới là ăn uống thôi. Và mình còn có thử thách nữa cho nên cũng hơi khó đó. Mà thôi cứ tới đâu hay tới đó thì. Hành trang của Lộ đến với Thực Khách Bá Đạo là từ sáng giờ chưa ăn gì hết trơn á. Mới ăn có tô mì thôi, nhẹ. Và chỉ còn ít phút nữa Lộ sẽ bước vào căn phòng của Thực Khách Bá Đạo. Rất là mong quý vị cũng sẽ đồng hành với Lộ nha. Hello. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Trời ơi, cái này cái quán chứ cái nhà đâu mà cho hỏi có ăn uống thì vô đi trời. Làm như mới biết cái quán nhà tôi hàng sao á. Chủ quán đâu? Cái gì? Rồi cậu ăn cái gì? Ở đây có rất là nhiều món, là mắm. Mất dạy. Trời đất ơi, mình đi về thì ở... Ba ơi, con về nè. Hái gì đó vô cướp hà. Ủa, sao ba đánh? Dương Minh! Con ơi, sao mày dụ ba vậy? Nghe nói là bây giờ á, đi diễn mới về, đi lưu diễn mới về đúng không? Hái con làm sao? Nhưng mà nói nghe nè, hôm nay đi về là ở đây tôi tẩm bổ lại nha. Dạ. Chứ thấy bây giờ ốm quá đi không diễn có. Mà ốm quá. Ở bên Sydney á là con ăn uống thoải mái lắm luôn á. Cô Lộ á là lo cho con hết từ A tới Z luôn. Sydney hả? Dạ, bộ đồ mới mua. Con qua tới. Trời ơi nó đẹp quá. Bộ đồ mới mua. Quá wow, kim tuyến. Trời ơi cái chỉ này chắc nó đang cực lắm hả con? Dạ. Ở đây đi, bà lấy nước chủ. Ở đó. Thôi được rồi, ở đây con quen nhà cửa. Con quen thì con quen, nhưng mà biết sao không? Cái nước này á là nó tốt dữ lắm. Ai uống vô nghe là đẹp trẻ ra nghe. Rồi ai mà xấu tí á là uống cũng trẻ ra luôn. Mà ai đang đẹp uống vô thì xấu tí lại. Thôi vậy con không uống đâu. Không ba lộn. Ai đang đẹp uống vô đẹp nữa. Đẹp nữa đẹp mãi uống. Đẹp nữa đẹp mãi luôn. Đó con. Ừ. Ngon không? Ngon. Đi qua bển lạ nước lạ cái rồi ăn ngủ có được không con? Được, nói chung là con đi bển cô Lộ lo cho con thoải mái lắm. Cô Lộ, quên nữa, nhắc cô Lộ. Sao về có mình bay sao nói là có nó nữa. Lái xe hơi về. Lái xe hơi về, cái xe hơi bao nhiêu chỗ con? 4 chỗ. Trời đất ơi. Cái xe hơi đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm mà con. Dạ. Trời ơi, ở đây hả, cái xe bò 4 chỗ là đã xịn dữ lắm rồi. Còn kia là xe hơi 4 chỗ. Bác không có sai lầm khi gửi gắm con cho cô Lộ. Đó, ước mơ của ba là gì? Ước mơ của ba là muốn con trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
hát những dòng nhạc yêu thích. Trời ơi, đó thì con làm theo ý ba. Mà may thôi, cô Lộ là cô là bầu xô cho nên là con bút xô cho con đó. Đi hát rồi đi nước ngoài là mừng lắm luôn á ba. Thế kìa. Đó. Ủa, người quen. Trời ơi, mới về hả? Ngồi chơi em. Trời đất ơi, con bé này. Đồ lành lặn không bận sao gắn vậy cá. Để anh lấy cái con dao anh bào vậy cho. Ơi ơi ơi, ba. Cái gì? Cái này là kim sa, kim tiến mắt gà đó. Tưởng là cái dãy cá phải đánh dãy nó. Con người không phải là con cá cho nên không cần đánh dãy. Trời đất ơi, nói cái gì nói mà cảm ơn cô dữ lắm nghe. Ta nói á hả, nhà có hai ba anh em à, mà trong khi đó là cô coi như là cô làm nở mặt nở mày cái gia đình mình nghe. Nở nhiều không? Trời đất ơi, nó nở như cái bánh tráng vậy đó cô. Nở như body cô hiện tại vậy đó. Trời ơi bà. Cha con cháu nói chuyện sao không sao, không sao quá. Mình là con là phận làm con làm cháu, chừng nào mà cô cho lên tiếng hay ba con cho lên tiếng thì con hả nói. Rồi nói tiếp đi anh. Gia đình hả biết bao nhiêu năm nay là làm ruộng làm nông. Tôi á là bây giờ tôi có cái quán này cũng đỡ, hiểu không? Còn cô á tưởng đâu ngày xưa, trời ơi cô nhớ không? Cái thời ngày xưa mà cô xấu má hú luôn. Cô xấu ngày nào má cũng đứng ở ngoài ngõ má hú quá trời hú. Nhưng sao? Nhưng không ngờ rằng vậy thì mình thành công cô. Đúng không? Ngày xưa đen thùi lùi xấu quá ốm nhất. Hồi đó là xấu dữ lắm hả bà? Đã nói đừng có nói leo nữa mà từ từ thôi, tao xấu kệ tao. Tao với ba mày anh em ruột tao xấu chắc ổng đẹp. Không, tôi đẹp. Trời ơi, bởi vì em nói em buồn anh ghê luôn vậy đó. Anh em ruột nhau mà bởi vì có một cái bệnh mà em thấy từ trẻ tới lớn luôn mà anh cũng không có thay đổi là ảo tưởng. Ảo tưởng á, hiểu không? Có nghĩa là anh em ruột mà em xấu thì làm sao mà anh đẹp được. Nó khó dữ lắm ha. Thôi bây giờ cô nói sao cũng đúng hết trơn á. Cô học cao hiểu rộng nè. Rồi cô lên Sài Gòn. Cái cô hả, cô làm ông này bà nọ. Chưa kể nha, bây giờ là cô là... Không, em chỉ làm bà thôi chứ không có làm ông nha. Ý nó như vậy á mà, hiểu không? Cô... Ủa sao anh biết hay vậy? Con kể á. Rồi, con kể với ba con rồi. Ở trên Sài Gòn á là cô Lộ nổi tiếng lắm. Như là quỷ, như là ma vậy. Cứ hành thần tinh thần quỷ xuất hiện hình cái là cả 300-400 con người đu lại. Cô coi như tôi đuôi mù, cô xử con tôi đi. Ai mất miếng mày mà bị vô duyên quá. Tao vô đây tao cô mà mày mà chê tao xấu như con này con kia. Như người ngoài hành tinh là sao mày nhìn mày lại đi. Như con khô luộc vậy là mày chê ai? Tao có chê mày không? Tao cô mày mà mày sao tao cũng chấp nhận. Tại sao tao cô mày tao đẻ trước mày mà cái gì mày cũng chê hết trơn vậy? Cô ơi, nhỏ nhỏ thôi, bây giờ cái gia đình mình có gì mình nói chuyện nhỏ nhỏ. Mình là gia đình văn hóa mà nó sao đẻ cái thằng này nó không có một miếng văn hóa. Sớm người ta nhiều chuyện dữ lắm. Cái khu này nhiều chuyện dữ lắm. Rồi nói đi. Tôi cũng muốn hỏi cô á là nếu mà mình đi làm ở trên trển đó cô làm trưởng đoàn vậy đó. Nghĩ là mấy cái diễn viên trong đoàn đó cô, nó có làm chướng làm khí không cô? Có. Sao cô trong đoàn có con Dương Thanh Vàng nó mất dạy với chị lắm. Có không? Trời. Ủa, ơi cái con nó đó... cùng tên với con trai tôi. Bởi vậy mà ta nói mình nghĩ đâu cùng tên thôi, cái nết cũng giống nữa. Cái con đó là không thể nào làm nghề được. Rồi lúc đó là cô xử lý làm sao cô? Thì cô đâu có làm sao đâu, cô tán ở trên sân khấu và đuổi nó xuống. Trời đất ơi. Nhưng mà tại thiếu người, phải chịu đựng nó phải không? Anh nghĩ gì nè, là bây giờ có thằng Vàng rồi. Đúng rồi. Mình đổi cái con nhỏ đó. Ôi, mà cùng bây giờ con hát được không? Ủa? Cô đưa con đi Úc mà cô nói gì vậy? Mới đi Úc về mà. Hả, đi Úc đi chơi thôi chứ đâu hát mẹ gì đâu. Ủa sao nói đi đi hát? Trời ơi, nó đồn gì đó hả? Chính miệng cô nói anh, hôm nay là em dẫn nó đi Úc hát. Cái này nói cho anh nghe anh đừng buồn chứ con anh nó bị điếc tông, hiểu không? Người ta bị điếc lỗ tai còn nó điếc tông nhạc. Đi đường nhạc nó, đi đường nó. Không buồn rồi đó. Thôi vậy để nó đi. Bây giờ anh cũng nói em thôi, tròn vàng nói đi biết sao. Thích lắm, thích ca sĩ, thích làm ca sĩ. Không gì đó, mấy đứa mà ra hát dở thì thích làm ca sĩ. Ba, lên chỗ hát được 2 buổi á ba. Không giả mê lắm, không giả vỗ tay quá trời luôn. Tại cái cô kia không ai thích hết trơn á. Tao con lên cái tao thích con quá trời. Người ta nói ngay nào giờ, người ta thấy chưa ra bao giờ mà thấy một con nghệ sĩ lô tô nào hát dở như vậy hết trơn á, cho nên... Nghệ sĩ gì? Hả? Nghệ sĩ lô tô gì cô? Ủa? Thì mày hát lô tô thì tao làm đồ lô tô thì tao nói lô tô chứ giấu gì? Ủa? Cái gì? Ủa Vàng? Dạ? Sao mày nói à? Cô Lộ dẫn mày đi làm ca sĩ hát nhạc dân ca trữ tình. Ơ trời. Thế... Đây nè, ở tiệm này là bán mắm nha. Nè đây, tôi in sẵn rồi. Đây nè, đó. Cô nhìn đây nè. Cô nhìn đi. Trời ơi, thấy chưa? Tôi in poster, tôi tính cho nó làm người mẫu đại diện
cho cái tiệm mắm của tôi. Tự nhiên đi hát lô tô là sao? Rồi người ta nhìn vô người ta cười thúi cái đầu. Ủa rồi sao mày giấu ba mày chi vậy? Mày đi hát lô tô thì có gì đâu mắc cỡ. Ủa con mắc cỡ hồi nào? Cô là người kêu con giấu mà. Tao đâu có kêu. Tao kêu mày giấu ba mày, đừng nói ba mày, mày giả gái thôi. Ủa? Ủa cái gì nữa vậy trời ơi? Thì bởi vì treo cái hình đó là chết quá, còn nữa giả gái nữa. Con trai tôi mà. Sau khi nghe lời lăng xê của anh thì em cũng nghĩ nó hát được bolero, em cũng nghĩ hát được dân ca, hồ quảng, cái lương đồ, đúng không? Thì em sẽ lăng xê trở thành nghệ sĩ như vậy. Ok, nhưng mà bây giờ lăng xê không được tới đâu hết trơn, tại nó hát quá dở. Ba, làm cái gì ba? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì? Ủa rồi ra vậy thì sao? Thì đồ đi diễn của nó đó. Ủa? Đi hát thì bình thường đi hát thôi, chứ tại sao giả gái nữa? Vậy chính nó con trai nó có đẹp không? Nhìn có đẹp mà. Bởi vì em nói anh bị mù quáng nữa, nó không nghe, hai cha con y chang nhau, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai hết trơn. Cô lên Sài Gòn, cô làm màu xô. Tôi cứ tưởng là màu xô ca nhạc đàng hoàng. Tôi đi nêu ra hết cái xóm này, nói là bây giờ có một đứa em á, là nó giỏi lắm, nó nổi tiếng lắm, nó làm ông này bà nọ, rồi nó làm trưởng đoàn này trưởng đoàn nọ. Mà bây giờ cô đi, cô hát lô tô. Ủa làm lô tô có gì sai anh? Trời đất ơi, làm có lô gì tô sai? Là hát bóng hát gió là không có được. Ủa sao anh chửi bóng gió có làm gì có tội đâu mà phải chửi? Nhưng mà bây giờ xã hội không có cho. Ủa xã hội không cho sao em nổi tiếng? Đúng không? Mình phục vụ văn nghệ mà anh cho dù giới nào phục vụ không được. Đúng không? Miễn sao đẹp, sao hay thôi được rồi. Ủa sao anh khắc khe quá vậy? Mà thí dụ như em làm lô tô mà hả, làm xấu mặt mày anh thì anh chửi em được. Còn này anh thấy em nở mặt nở mày. Con cháu anh còn gửi em lên đi hát mà. Ủa anh kỳ vậy? Gửi em đi hát là lúc đầu á, là nghĩ rằng là em cho ca nhạc bình thường. Lâm, sao anh nói em nghe? Cả cái gia đình này. Em xin nhấn mạnh lại với anh, em tên Lộ. Không, em tên Lâm. Em là em trai của tôi nha. Ngày xưa em khóc lóc, em năn nỉ ỉ ôi, tôi mới giấu cha giấu mẹ cho em lên Sài Gòn luôn. Và tôi bây giờ, trời đất ơi, rồi giờ anh kéo anh vàng đi nữa. Tên em là Lâm Quốc Khải, ok. Còn bóng danh của em là Lộ Lộ, ok. Còn thằng con của anh có bóng còn hơn tôi nữa. Bây giờ kêu nó đi làm đàn ông đi hát ai nghe. Tên là con trai mà kêu bóng cái gì? Cái này cái gì đây? Cô ép nó. Tao ép nó làm cái gì? Ví dụ nè, bây giờ tôi ép anh đổi cái tóc giả này, mặc cái áo lót vô anh dám mặc không? Thấy gớm. Ừ, còn thằng này nó xinh. Khó bà. Nó xinh tôi là cô ảnh hưởng tới nó. Anh đẻ ra nó sao anh đổ thừa cho tôi là sao? Anh đẻ ra nó, anh dạy nó mười mấy năm, nó lên tôi mấy tháng là anh đổ thừa cho tôi sao? Mười mấy năm nó vẫn là con trai, đi lên trên đó nó gặp cô nó mới thành con gái đó chứ. Bây giờ nè, ông ở với tôi mười mấy năm ông có thành con gái được không? Không. Ờ thì làm sao tôi làm được cái điều đó với nó? Và lúc đó là ở với tôi em cũng vẫn là con trai, em bước lên Sài Gòn mới là con gái. Không, lúc đó là tại tôi giấu thôi. Em nói rồi, bình tĩnh lại, bây giờ người ta thoải mái lắm. Con cháu nó lớn, nó muốn làm gì nó làm, miễn sao nó sống tốt thì thôi. Nhưng mà không có thoải mái được với cái gia đình này. Tại vì sao? Tại vì gia đình này có một mình cô là đủ khủng khiếp lắm rồi. Bây giờ có thêm thằng vàng nữa là người ta đánh giá gia đình này. Em trội vô lòng ngực anh nha. Hồi nãy giờ rõ ràng anh nói là em làm cho nở mày nở mặt gia đình nha. Nha. Cô lộ. Nở mày nở mặt là tôi tưởng là đi hát làm bầu xô, đi hát đàng hoàng, đi hát bolero, đi hát nhạc trữ tình quê hương. Ai ngờ nó bây giờ đi hát lô tô. Cầm bán tấm vé mấy ngàn bạc. Nè, em nói cho anh biết nha, nếu mà lô tô thực sự xấu thì không ai ủng hộ em làm nghề đó. Xã hội ta đã ruồng bỏ em rất là lâu rồi. Ok, cho nên anh nói cái gì anh phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì không phải một mình em làm lô tô, ok. Rất nhiều người làm lô tô khác mà họ cũng làm ăn rất đàng hoàng. Họ cũng đâu có đi giật dọc ai đâu anh, mà mình nói như vậy giống như lô tô là một cái nghề rất xấu vậy. Cô phải nghĩ rằng lô tô thứ nhất giả gái là không thích rồi. Thứ hai, cô đi cô bỏ gia đình này bao nhiêu năm, và tất cả những người hát lô tô có bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình đi hay không? Anh nói vậy là không có được. Hồi nãy em về anh nói sao, trời ơi cô Lộ mày làm cho tao nở mày nở mặt, gia đình này nở tè le tét lét như cái bánh tráng, anh nhớ không?
Ủa sao giờ anh lật như cái bánh tráng vậy anh? Đúng rồi đó ba. Ủa cô? Đúng không? Bánh tráng phải lật nó mới chín được chứ. Tôi không chấp nhận cho con trai tôi đi hát lô tô. Còn cô thì bây giờ tôi nghĩ rằng á, ba má cũng mất rồi, cô sống cuộc đời của cô á thì tôi không nói nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa tôi chính là người tiếp tay cho cô để cô bước lên Sài Gòn, để cô có được cái thân người như ngày hôm nay. Nói anh nghe nè, sao hồi xưa tiến bộ mà giờ anh cổ hủ vậy? Anh thấy được cái sự yêu thích của em nè, anh thấy được mong muốn của em nè, anh giúp đỡ cho em. Giờ con anh sao không giúp đỡ cho nó? Cái đó là đây là con anh mà anh đẻ ra anh không thương. Cô anh là đó. Em tôi, còn tôi chỉ có một đứa con này thôi, tôi không có đứa thứ hai. Trời đất ơi, nó còn nói giỏi tâm đường nữa chứ bây giờ. Cuộc đời của anh nó có ai đòi hỏi cho anh không? Hiểu không? Ví dụ ba má có ràng buộc anh được cái gì không? Cuộc đời của mình là của mình, mắc cái gì phải sống theo ý của người ta? Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với cô, với thằng Vàng nữa. Một, không đi ca hát nữa, coi như ước mơ của thằng Vàng và ước mơ của tôi kể như bỏ. Còn cô, ngày xưa tôi ủng hộ cô vì tôi thương cô. Cô là em ruột của tôi, nhưng bây giờ thằng già là con tôi. Tôi là trưởng nam, tôi phải lo cho cái gia đình này. Nó là con tôi, nó là cũng là trưởng nam, người nam duy nhất trong cái gia đình này. Nó cũng phải lo hương quả cho ông bà cha mẹ. Còn nếu không, làm ơn coi như tôi không có em và tôi không có con. Ngang ngược dễ sợ luôn vậy. Ba, cô lộ cũng kỳ nữa ba, con biết tính nóng nóng kỳ vậy ông dốt. Tao giải thích cho nghe, mày bây giờ mày còn bóng hơn tao nữa, tao sao mày không nói với ổng đi. Bắt đầu về ông chửi tao, tao tưởng là ổng biết mày đi hát lô tô với tao rồi chứ tao đâu có biết. Ủa, được tự nhiên hồi nãy nói rồi là về giấu cái chuyện nó đi. Nói gì nè, thôi mày đợi mày ba mày nguội chút xíu đi con nói chuyện chứ bây giờ nói không được, không có linh thiêng đâu. Giờ nó tìm cách nào nói ba con đi chứ giờ ổng vậy còn sao được. Thằng bồ mày nữa kìa, nó rần rần nụm rực hết mày, mày về mày không ngủ nó kìa. Cái gì? À, chim rừng à, liêu lo. Mất chết con chim rừng rồi. Cô vừa nói câu gì? Làm ơn cô lặp lại tôi nghe. Thì nó có bồ. Và thằng đó là con trai. Thì giờ nói giỏi tâm đường không được thì kêu thằng khác về nói giỏi tâm đường cho. Rồi hai đứa con trai, làm sao có cháu nói giỏi tâm đường. Ba ơi, một thằng không được thì hai thằng cũng được mà. Sao không đánh nó đi? Muốn dạy lắm mà. Hay quá mà, giỏi quá mà. Miễn sao tụi nó sống tốt được rồi. Nó là con anh chứ đâu phải người dân đâu mà anh làm thái độ kỳ cục vậy. Bây giờ nếu mà chấp nhận thì bà con người ta, hàng xóm người ta cười vô mặt. Kệ người ta đi ba. Ủa, người ta cười nhưng mà người ta có cho anh chén cơm hay bát gạo nữa không? No, không có nha, không có đâu nha, người ta chỉ hả hê thôi. Bây giờ em đi ra đường người ta còn xin chụp hình nữa anh, hiểu không? Mà thật sự là người ta thích chứ không phải là người ta thấy nó lạ nha. Hồi xưa thì lạ người ta sợ, còn giờ người ta thấy người ta mến nữa. Cô lộ mày nói gì đúng không? Dạ đúng. Xin chụp hình. Xin đúng chụp rồi hình. Rồi bây giờ là cô lộ có người ta yêu có. Thích anh tưởng đâu là mời em đi hát dễ lắm anh, em chảnh lắm á, thiệt. Em mới dẫn nó đi Úc về đó, anh không thấy hả? Cũng nhờ lô tô đó anh, chứ anh nghĩ con anh đi hát bolero hả? Cái học xoàn thiệt á. Để hai học xoàn thiệt. Bởi anh mới bình tĩnh, anh ngồi nói, anh nói có lý. Bây giờ con nói là... có lý thì tôi nghe. Bắt đầu em mới nói có lý cho anh nghe. Thật sự lô tô hồi xưa nó mang tiếng xấu dữ lắm, cho nên là bà con mình không ai ưa. Đúng. Đúng không? Nhưng mà từ ngày mà khi mà em bắt đầu em làm lô tô ở Sài Gòn, bắt đầu em định vị lại lô tô thì nó khác anh. Đi đâu người nghệ sĩ lô tô cũng được tôn trọng hết. Cái đó là cái điều em mong muốn. Mà ba, với lại á, là mỗi người có một cuộc sống thôi à. Thêm nữa bây giờ con anh giờ như vậy rồi, nó hả cũng có bạn rồi, người ta cũng, nó cũng sống đàng hoàng. Còn hơn là nó lấp la lấp lút, mai thằng này mốt thằng nọ nó mới sợ. Rồi cái thằng đó cũng hát chung đoàn luôn. Không, thằng đó làm thợ hồ. Đừng có giỡn như vậy nữa ba, con xỉu thiệt đó. Tao nói thiệt chứ bây giờ tao giấu ba mày gì nữa. Bây giờ nó là ngày nào nó cũng bỏ công trình hết trơn, nó tới nó kiếm mày đó. Ông đầu tao ảnh ra kiếm trả lời. Cô này cô nói giỡn rồi, ba con tưởng thiệt đó. Mày sĩ diện nữa, cái mặt mày kiến trúc sư nào mà thương nó thợ hồ. À, trời ơi, có kiến trúc sư nào mà cái gu mặn như vậy không? Ông nghĩ coi. Chú Lam tao chọt con mắt mày, tao tham chi vuốt về mặt mày giờ à. Cô lâu. Con không cầm mi con hát mà con cầm sẻn gì vậy con? Không có, thiệt sự là. Ba, cái thằng bồ nó rất là nổi tiếng luôn. Nổi tiếng sao nữa? Thằng coi thằng là Lộc Phụ Hồ. Lộc Phụ Hồ. Thì sao
kêu là kiến trúc sư. Thì ảnh là kiến trúc sư, anh dạy thầy, ảnh thầy khắp Việt Nam luôn á. Nổi tiếng lắm, ở trên TikTok nó dạy người ta làm hồ. Thôi. Có mấy trăm ngàn học trò luôn mà còn gì con vậy. Cái đó là cái chuyện của người ta. Bây giờ mình hoành là cái chuyện của gia đình mình nè. Thì đó đại khái đó. Thôi bây giờ như vậy, tôi nghe cô nói á thì coi như là tôi cũng thông cái não tôi đi. Rồi có gì á mai mốt mà bà con qua đây ăn mắm đó, tôi cũng ráng tôi khoe. Nhưng mà tôi sẽ nói cái cách nào đó để cho bà con người ta hiểu được là cái nghề của cô, cái gánh hát lô tô bây giờ nó phát triển và nó đã cải thiện và nó khác hẳn những cái lô tô ngày xưa rồi. Dạ. Rồi tôi cũng nói với bà con đó, nhà tôi có hai đời làm lô tô, con gái không, tôi là con trai. Ba mày hiểu lầm nữa, cái khúc này tao giải thích ba, nữa là nữa. À, hiểu cái này không? Con phải phân tích cho ba. Tại vì á, nam mà muốn chuyển giới thành nữ giống cô lộ là một hình thức, còn con là nam. Nè, tôi nói ông dễ hiểu nè, ví dụ như tôi thích con gái, tôi làm con gái và tôi sẽ thích con trai. Còn nó thích con trai, nhưng mà nó làm con gái xong nó trở về con trai, nó lại thích con trai. Ông hiểu không? Ba hiểu không ba? Nói nghe nè. Thôi đợi tới tối đi. Tối thì viết thơ gửi ông đi. Hoặc là tôi ghi cái gì cho tới tối đó, dễ hiểu. Kêu bà chính và bà cầu cơ kêu má về hiểu nổi chứ không hiểu nổi cái vấn đề này rồi. Đó là con gì cũng là con của ông mà. Làm cha mẹ mà, không lẽ không biết. Nhưng mà tôi tự đánh lừa mình. Bao nhiêu năm nay nghĩ là hơi gửi lên để cho làm ca sĩ với cô. Cô gọi là cô bảo ban nó. Cô định hướng cho nó. Ai ngờ thật sự đúng là cô định hướng cho nó luôn. Định hướng đúng luôn. Tôi thật bất ngờ đó chứ. Không, cái này em nói anh nghe nè, thật sự ra em nghĩ là anh biết mà bản thân anh không chấp nhận thôi. Anh sinh nó từ nhỏ tới lớn, anh bồng nó toàn ten từ ba lớn đây. Tới hồi nó đi, nó ăn, sở thích, nó làm sao anh không biết. Thôi, bây giờ tôi suy nghĩ rộng rãi rồi nè. Rộng như cánh đồng bao la bát ngát ngoài kia rồi đó. Rồi, cho nên là không có được tự ti nha. Rồi và cái điều thứ hai nữa là thay hình liền. Hình con gái nó đẹp lắm, thay lại đi. Chứ hình đàn ông là sai trái bán ế thì muộn rồi đó. Đẻ. Cái gì? Chuyện cô lộ cũng nói hết rồi. Con xin lỗi tía nghe, tại con giấu quá trời. Nói nào ngay, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Ca sĩ, diễn viên, phụ hồ hay cái gì cũng là cái nghề. Mình sống phải với cái đạo đức lẽ phải là được rồi ha. Thì bây giờ thôi, bây giờ nếu mà cô á, cái sự nghiệp của cô nó đã phát triển như vậy rồi, tôi cũng không có gọi là sai lầm khi tôi ủng hộ cô. Rồi tôi để cho cô đi lên Sài Gòn. Thôi coi như gửi gắm cô đi. Cô cháu thì có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, mình phải trao dồi nghề nghiệp chứ không phải lên sân khấu mà hú hét không. Cái đâu có được. Không hát được lắm á ba. Không, mày đừng có nói về cái khúc đó nữa, tao đội quần thiệt. Bây giờ hai người hát cho tôi nghe thử coi được không? Dạ, tối đêm nay một đêm nhất, không có đêm thứ hai, đêm mai, đêm thứ nhì. Mời tất cả quý anh chị, quý vị và các bạn hãy chèo ghe giống vậy, tải người đu dây đến ngay chiếc đoàn xem ngày hôm nay để đón xem lô tô cùng với lô lộ giai đoạn Sài Gòn Tân Thời, quý vị ơi. Nó còn sầu nhiều đó, tôi phải trả lương cho nó đó, ghê chưa, chứ nó không hát được gì hết. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, xin dừng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù cho má thắm phai hồng, sầu riêng chan chứa trong lòng. Khách qua đường xin chớ dấn dương, để em còn đi bán sầu riêng 30 nguyên. Hay quá, 30. Thấy chưa? Hay quá. Đó, rồi bây giờ sao mà coi thường ta được, ta hát đàng hoàng. Không, bây giờ không coi thường nữa. Đúng rồi, giờ tới con anh hát nè, nghe nó hát nè. Chưa mênh mênh mang mang, chưa phù vân yên tờ. Nó nghe nè, mày hát nhanh nhanh đi, ba mày hấp hối. Chưa vi vi vô vô chút lầm. Thôi tôi đi con. Cô lộ, bây giờ tôi có cái này cô lộ. Có gì vậy? Con, đi vô trong kia đi, chỗ người lớn đó chị. Cái gì? Cô lộ, tôi biết bây giờ chỗ anh em với chỗ cô cháu, con tôi cũng biết cái tài năng của nó. Nó hát mà tôi muốn trị tim vậy đó cô. Cho nên thôi, bây giờ tiền vốn liếng ở trong cái quán này đó, có bao nhiêu tôi gửi cô, có bao nhiêu tôi phụ chị. Sao lo cho nó giùm tôi, hiểu không? Nó nghe nè, cái này không có bao nhiêu đâu, anh cầm đi. Ủa? Tại vì con anh nó hát mà đuổi khách, tôi còn tốn nhiều hơn cái này nữa. Ủa? Nha.
Ủa vậy hả con? Ủa vậy vậy là cô không cần hả? Thật. Khách đang đông như nó bước ra nó hát cái ta giảng gì hết trơn. Trời đất ơi, vậy hả cái cô? Cái thiệt hại nó còn gấp nhiều lần cái này. Em nói nghe nè, thí dụ mà mình thiếu quá, quán mình dẹp đi. Anh lên quá trang hát với em luôn. Quá trang gì cô? Cô. Cái này được đó cô. Đúng rồi. Con tay con thấy ta ba tay của ta ba con bây giờ cũng là làm neo dữ lắm đó. Cái bàn tay này cái gì không phải chiên đồ khi mà mỡ. Không có, từ trừ khi mà chị mất tới giờ là em thấy anh cũng bóng từ từ rồi đó. Cho ủa nên cái là... gì vậy trời? Cho nên là con người bóng bẫy á, hiểu không? Bóng bẫy từ từ. Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ cái quán là không có được, cái quán là tía má để lại. Thì bây giờ nếu mà làm cho tự nhiên cái lên Sài Gòn làm với em luôn đi. Đúng đúng như mà làm. Cảm ơn và xin chúc mừng Lộ Lộ đã hoàn thành xong cái phần thử thách của mình ngày hôm nay. Cho Hải Triều và Dương Thanh Vàng một sự trải nghiệm khi Lộ Lộ bước lên diễn. Giống như là ba người đang diễn cương với nhau và đang bơi với nhau. Mà thật sự giống như đúng là sóng to gió lớn luôn mọi người. Sóng này quá to, gió mình phải lớn để coi sao, hiểu không? Vượt lắp đầu người lên thật sự muốn rất là muốn xỉu luôn. Thật ra thì Lộ rất là bất ngờ với thử thách mà các bạn và chương trình đã đưa ra. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ là chắc có, do có lẽ là rất may mắn là tụi mình đã biết nhau trên Facebook rồi nói chuyện rồi nhiều rồi, cho nên là nó cũng thật sự cũng rất dễ dàng. Cuộc đời của mình là của mình, mắc cái gì phải sống theo ý của người ta. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với cô với thằng Vàng nữa. Một, không đi ca hát nữa, coi như ước mơ của thằng Vàng và ước mơ của tôi kể như bỏ. Hãy tự nghĩ là cái chủ đề ngày hôm nay á, nó cũng sẽ không có quá xa lạ với Lộ Lộ ha. Cho hỏi là cảm xúc của Lộ Lộ như thế nào vậy? Thì bản thân của Lộ thì không có quá khó khăn trong cái việc gọi là hôm nay là come out với gia đình đi. Cho nên mình cũng chưa có phải vất vả gì lắm. Nó giống tương tự giống như trường hợp của Vàng trong kịch vậy đó. Nó dễ lắm, nhưng mà những người ở trong đoàn thì có. Vậy thành ra là mình hầu như là mình cũng quen rồi, không tới nổi. Và cái khó là họ thường là đặt cái thước đo là chị Lộ như thế này thì tại sao con như vậy, kiểu vậy vậy đó. Cái giống khó như là thước đo giống thôi. Như là tại sao mà chị Lộ được giống như là được ủng hộ hoặc là chị Lộ được ok hết tất cả mọi thứ sao mình lại không được như vậy thì giống như bị ngừng cái tuổi thân á. Thật ra là cái thước đo là một thước đo rất là tốt đấy chứ, bởi vì trong một cái công việc hay một cái nghề nghiệp nào đó mà bạn có một cái cột mốc để bạn phấn đấu, nếu là một người nghệ sĩ lô tô như nãy Hải Triều có nói á, sẽ có rất là nhiều ánh mắt dèm pha, cái nhìn không tốt á. Thì Lộ Lộ đã từng gặp cái trường hợp đó chưa và đã xử lý nó như thế nào trong cuộc sống? Cũng may mắn cho Lộ là khi mà mình làm nghề thì đã được sự đón nhận rồi, cho nên đó là khi mà mình xuất hiện thì người ta có yêu thương nhiều hơn. Đối với Lộ, cái khó khăn nhất nó là ở cái điểm là có nhiều người họ không hiểu thôi, chứ còn đại đa số đều rất là thuận lợi, từ gia đình, xã hội tới bạn bè luôn. Ê, hình như là cái này là lần đầu tiên mà ba đứa mình diễn chung luôn đúng không? Ê, nó nghe là mình lấy cà phê mình ra ngoài góc hiên mình ngồi uống mắm anh đã. Chứ thực ra bây giờ là thời lượng chương trình đã hết rồi. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ trên hệ thống MyLip. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng xem những video clip được đăng tải, bình luận và chia sẻ những video clip đặc sắc và hay ho nhất mỗi ngày. Và đồng thời chương trình cũng được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Hải Kiều, Dương Thanh Vàng và Lộ Lộ xin chào và hẹn gặp lại.